Liên quan đến vụ nữ đại gia cầm cố 19 sổ đỏ của người dân để gán nợ, sau hai ngày xét xử, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt Đào Thị Như Lệ, 46 tuổi, mức án trung thân về 3 tội danh. Ngoài ra, bị cáo Lệ còn phải bồi thường toàn bộ số tiền đã lừa đảo, chiếm đoạt của những bị hại. Theo đó, bị cáo Đào Thị Như Lệ, 46 tuổi, chú 92 Phạm Quang Ảnh, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, bị tuyên 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ một năm tù tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức và tù trung thân tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt phải chấp hành là trung thân. Ngoài ra, Dương Thị Ngọc Anh, 46 tuổi, trú tại quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, bị tuyên mức án 5 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Dương Thị Ngọc Anh là nhân viên hợp đồng chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà. Tháng 4 năm 2020, do thiếu tiền, lợi dụng nhiệm vụ được phân công, anh lấy 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất sổ đỏ của người dân, đưa cho lệ và được lệ cho vay 1 tỷ đồng. Đào Thị Như Lệ là một đại gia bất động sản có tiếng ở thành phố Đà Nẵng, nhưng do làm ăn thua lỗ, vay mượn của nhiều người mất khả năng chi trả, nên vỡ nợ với số tiền khoảng 1.300 tỷ đồng. Đến hạn trả nợ nhưng không có tiền, bị các chủ nợ hối thúc, Lệ đã nhờ anh tiếp tục đưa cho mình mượn sổ đỏ của người dân để đưa cho chủ nợ nhằm giãn nợ. Để anh tin tưởng, Lệ hứa khi bán được lô đất làm dự án xây dựng khu phức hợp thương mại và căn hộ ở đường Hồ Xuân Hương, Đà Nẵng thì sẽ giải quyết các khoản nợ này và giúp anh vốn làm ăn trả nợ. Theo văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà, tổng cộng có 25 sổ đỏ và hồ sơ liên quan được tiếp nhận xử lý tại cơ quan này bị mất. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định trong số 25 sổ đỏ bị mất, anh đưa cho lệ 19 sổ để thất lạc 5 giấy cùng hồ sơ gốc trong quá trình làm việc và một giấy cùng hồ sơ gốc do bà Hát, nhân viên chi nhánh làm thất lạc trong quá trình làm việc. Cơ quan công an làm việc với những người liên quan và thu giữ 22 giấy chứng nhận, trong đó có 19 giấy anh đưa cho bà Lệ.